Rồi mọi người, hôm nay mình sẽ điều trị cái ca mụn mà do nhiễm kem trộn của một spa khác nha mọi người. Đi cái da chút xíu. Đây, mình nhìn trên bề mặt thì không có thấy mụn đâu hết, nhưng mà ở dưới da của bạn rất là nhiều mụn nha. Không thấy gì hết luôn á. Không thấy hả? Cái cam nó không bắt được mụn. Điều hơn, nó sát lại. Da nó khô không thấy cái gì luôn á. Lúc chiều ngoài đấy em mắt em rất là sáng. Thế lúc em lấy sao nhìn nó mờ tịt à. Thấy đường hết trơn á. Mụn chất lượng dữ nha Hậu. Hai đứa đi bằng gì lên vậy hả? Ngày nay là được nghỉ đúng không? Bị dương à? Em trả lời Vũ chưa vậy Hạnh? Mụn bao giờ lấy không? Dễ. Nhưng mà hơi khó nhìn mụn à. Không tìm thấy. Nó khô, nó tẹp cái da, chả thấy đâu. Một khi lấy mụn theo quán tính như này. Để cái đèn bàn thế mà. Trời ơi vậy. Chiếu từ trên dưới nó đi cũng khuất bóng. Xin ơi là xin ơi.
Hôm nay em mà ấy qua là nó đúng bài luôn. Mày chết với chuối. Đừng có ghẹo nha. Chết luôn á, nó biết là chết luôn á. Nó qua thì ai ghẹo gì? Đáng nghiện là còn ngại. Để chúng tôi duy trì tình chị em. Nhúng trong nước nóng ấy. Để cả cái cây đấy trong cái ly nước nóng mà nhúng là nó chạy ra à. Nặn có một cục ra 4-5 cục thì vậy. Này là từ đâu lên? Bến Tre. Bắt xe thì bến Tre lên đây hả? Ông đầu tư dữ không? Công đúng chị. Nè Hạnh, vô làm giám đốc nè Hạnh. Làm giám đốc, cho làm giám đốc nè. Trang trí bông được các kiểu luôn mà không có chụp hình gì hết à. Lo nhậu không à? Vô là quất thôi. Lúc em vô là mọi người đang nhậu rồi mà. Ừ. Sao tự nhiên hôm qua ống súng vậy trời? Có ý gì không? Có ý, chắc có ý mà. Em cũng đoán vậy. Mà sáng chị Quyên thì cứ khẳng định là tiểu mịt thụ. Chị hiểu không? Thụ hả? Ừ. Đó đấy, có ý mà. Để ý với cái hạng á hả? Ừ, mà em thì cũng thấy vậy mà sao mà chị Quyên cứ khẳng định không? Chị Quyên có biết ở trên đây nói chuyện sao đâu mà. À, chị nhuộm màu hồng khói em. Hồng khói hiện tại nè. Nó ra màu này do nó pha chứ gì cũng chả biết nữa. Màu này giống màu có khói nè. Cái đó là có tẩy. Có tẩy. Tóc chị đẹp không em?
chị nghĩ cái đầu nó chị của chị đó nhuộm vậy nó sẽ nát ở nhà nó cũng hên cũng nó nổi. Nó chưa tới thời gian nát chưa tới phút đó. Ủa, nát còn nát liền chỗ. Làm gì mà nát liền? Mới thấy. Từ từ nó xuống mà về. Nó ra mà tẩy mới nát. Cái đi nhuộm lại. Nó nát bét nát bươm. Nó muốn chị nó nát lắm. Chậm rồi đó. Nghe đi. Alo. Có gì? Nè. Ai chị gọi cửa giúp em thế? Vậy là vừa nó ăn nó làm sao vậy? Ủa sao nó ăn sao vậy? Có xuống qua mở cửa đi Hạnh. Cái lỗ sẹo à. Hello.
Kỳ vậy. Nhưng mà tôi không ai bị luôn á nha bà. Đi đâu bà, đi đâu? Giờ Tết ra chắc cũng dính hết rồi. TikTok có mấy người xem mới được. Tắt em. Có khi nào mà mình bị dính xong mình khỏi luôn hả? Nói vậy chứ, kiểu gì nó cũng phải biểu hiện gì chứ. Đi rồi còn bị lại nữa được mà ta. Nhưng mà được 6 tháng chị. À 6 tháng sau mới bị lại hả? Không phải, có nghĩa là nó vẫn có khả năng bị lại trong khoảng thời gian 6 tháng này. Nhưng mà bị lại nó rất là thấp. Đã có kháng thể. Nhưng mà 6 tháng sau thì cái kháng thể nó vô dần á. Ngon nhé, để bạn nằm chung đi thôi. Khó thấy vậy mà. Mình là lấy mò này. Vì lấy điện thoại của chị đi nhắn cho Hoa là đang đông rồi, có qua trễ một chút thì qua nha. Vô cái phòng mic á. Mic ở đây. Khoa. Khoa chị đúng không? Nguyễn Anh Khoa. Lớp dung tìm chứ.
Thì chị lấy dầu gội về rồi đúng không? Lấy đi. Về đi, đi làm gì đây xong.